đi sân bay chị hương đi đâu đấy tôi đi sân bay mấy giờ chị sẽ lên máy bay mười giờ tôi sẽ lên máy bay chị có gửi hành lý không có tôi sẽ gửi hành lý đặt vé máy bay tôi muốn đặt vé máy bay Intern, Hà Nội. Chị muốn đặt vé khứ hồi hay vé một chiều? Tôi muốn đặt vé khứ hồi. Hãng đã hết vé khứ hồi rồi ạ. À? Thế thì cho tôi vé một chiều. Vâng, chị đợi một chút nhé. Muốn đi bệnh viện. Chị sao thế? tôi bị đau đầu chị có muốn đi bệnh viện không không tôi sẽ đi hiệu thuốc mua thuốc đau đầu chị có mệt không tôi hơi mệt